nên ngài tha cho thiền sư Tông Huệ ba gậy. À, A Di Đà Phật. Chỗ này thì giảng ra thì quý vị mới thấy rõ ràng là tại sao mà đại sư Văn Môn tha thiền sư Tông Huệ ba cái gậy, và tại vì mặc dầu thiền sư Tông Huệ chưa thâm nhập được thiền, nhưng mà cái chân ngữ của thiền sư Tông Huệ nó có, và ít lắm là cũng có cái ý chí đại trượng phu, và ý đó là ý chí muốn thành Phật, muốn giải thoát, muốn độ chúng sinh. Do đó qua cái hình thức này thì thiền sư Văn Môn tha cho thiền sư Tông Huệ ba gậy. Bởi vì thiền sư Văn Môn muốn làm điều này là để phấn chấn lời chân thật trong tâm của thiền sư Động Sơn. Nhưng mà ngược lại thì thiền sư Động Sơn, ngài không có nhìn ra được cái lòng từ bi của ngài Văn Môn đại sư. Cho nên hôm sau trong cuộc tham vấn, thiền sư đứng lên và hướng về đại sư Văn Môn thưa bạch: Kính bạch hòa thượng, hôm qua nhờ ơn ngài tha cho con ba gậy, nhưng con vẫn chưa biết con có lỗi ở chỗ nào. A Di Đà Phật. Quý vị thấy khi mà mình còn mê đó thì thật sự mình chưa có thấy được cái bổn tâm của mình, chưa thấy được cái bản tánh của mình. Do đó khi mà mình nghe cái người đối diện với mình họ làm, họ tha như vậy thì mình không hiểu là họ có ý gì. Do đó ngài Tông Huệ ngày hôm sau đứng lên thưa bạch lại. Thì bây giờ đại sư Văn Môn bảo: Đồ cái túi thơm, Giang Tây và Hồ Nam thường cũng như thế thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà mình mắc vào cảnh, mình phân biệt đủ hết. Nào là cái tỉnh này là tỉnh Hồ Nam, tỉnh kia là tỉnh Giang Tây. Nhưng mà đây là một cái tên của một cái địa dư mà thôi. Nếu mình không dính vào cảnh thì lại khác. Nếu mà tâm mình dính vào cảnh thì mình bị vướng mắc. Ngay ở trong cái câu nói của những bậc đại ngộ thì mình vẫn bị vướng mắc về trong cái địa dư và cái nơi mà mình ở. Vì vậy mà khi mà đại sư Văn Môn ngài nói rằng đồ cái túi cơm, có nghĩa là nói thiền sư Động Sơn là một cái túi cơm, Giang Tây và Hồ Nam thường cũng thế thôi. Ngay cái câu này thì đại sư Động Sơn đại ngộ ngay lập tức. Quý vị thấy người xưa tu nhanh không? Đúng ra là tại vì người xưa cái tâm cảnh của những vị này họ đã cố gắng, họ quán chiếu. Do đó trong tâm của họ thường thường có sự hoài nghi nó rất là lớn. Do đó một cái sự việc của những vị thiền sư mà nói ra những cái tiếng chim hay tiếng gió hay là tiếng lá cây rơi đều có thể làm cho những vị này đại ngộ. Bây giờ thì thiền sư Tông Huệ quỳ xuống và nói với đại sư Văn Môn như thế này: Từ đây về sau, nhằm chỗ không có người, con sẽ tự xây thảo am, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau. Thường thì con tiếp đãi những chúng tăng trong mười phương qua lại. Con sẽ vì họ mà nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái thân mỡ thịt này, cởi giùm cho họ cái áo xương thối, dạy cho họ thênh thang, phóng quán, làm một vị thiền sư vô tích sự. Đó là điều mà con ưa thích. Khi mà đại sư Văn Môn nghe cái lời này thì ngài nạt, ngài nói rằng: Này cái túi cơm kia, thân ngươi bằng cây liễu mà mở miệng lại to như thế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái lời của những vị tổ đối đáp với nhau nó rất là hay. Có những cái nạt, nhưng mà đó là những cái mà là ấn chứng cho chính thiền sư Tâm Huệ. Có những cái tiếng hét, có những cái tiếng gậy đắng, nhưng mà đó là những cái điều mà ấn khả. Thành ra trong cái thiền tâm nó có những cái mà ngoài cái ý thức quý vị suy tưởng không tới. Bây giờ thì thiền sư Tông Huệ liền cúi xuống lễ lại. Khi thiền sư Tông Huệ được trụ trì thì khi mà ngài lên bảo tòa thì thường thường dạy chúng như sau: Nếu mà mọi người muốn nêu cao tông thừa xiển dương thiền tông thì phải có con mắt pháp sáng suốt, mới có thể xét được duyên thiết yếu của tăng và tục. Quý vị thấy rõ ràng ở đây ngài dạy rằng nếu mà mình muốn xiển dương thiền tâm là mình phải có cặp mắt sáng, có nghĩa là cặp mắt trạch pháp. Để chi? Để mình mới có thể xét được cái duyên của những cái người tăng hay là tục. Còn nếu mà mình chưa có đạt ngộ được thì chắc chắn rằng mình sẽ dùng cái ý thức để mình phân biệt
Mà cái tâm ý phước thức thì nó phan duyên theo cảnh, do đó mình phân biệt sẽ không chính xác. Bởi vì chân vọng nó một nguồn, nước sữa thì chung một ly, do đó thật khó mà phân xét. Động Sơn Thiền Sư tầm thường này dùng tâm trong mắt để xét tướng thân thì mới có thể biết được chân giả. Nếu chẳng phân biệt được như thế thì làm sao gọi là thiện tri thức? Quý vị thấy ở đây Ngài Động Sơn Ngài dạy rõ ràng, có nghĩa là muốn mà phân biệt được chân giả, biết được người đó chân ngụy, thì quý vị phải có con mắt tâm. Mà con mắt tâm là quý vị phải có sự sáng. Sự sáng của con mắt tâm có nghĩa là quý vị phải học thiền, quý vị phải đắc thiền, quý vị phải hiểu thiền. Có như vậy thì quý vị mới hiểu được cái thiền nó là gì, thành ra quý vị mới có thể phân biệt được chân giả. Ở cõi đời này có nhiều người họ cũng bắt chước như Ngài Lâm Tế, họ vẫn hát. Có những người vẫn bắt chước như Ngài Bá Trượng, họ cầm gậy, cầm phất trần, họ đánh. Bắt chước trước Ngài Hoằng Bá Xô hay là đẩy cái té hay giật bồ đòn. Nhưng mà họ vẫn là phàm phu, bởi vì họ bắt chước mà thôi. Chứ còn trong tâm của họ, cái ngụy nó vẫn còn. Chỗ đây là cái chỗ mà những cái vị thiền sư mắt sáng mới có thể thấy được. Nếu chẳng phân biệt được như thế thì làm sao gọi là thiện tri thức? Các thiện tri thức các vị cần phải tham cho thấu triệt. Đây là chỗ mà thiền sư Tông Huệ hay là Động Sơn dạy cho những người tu cần phải tham cho thấu triệt. Xem cho thấu chỗ mà ngàn thánh còn không thể chứng minh. A Di Đà Phật. Cái chỗ mà ngàn thánh không thể chứng minh tức là cái chỗ mà đạt đạo của tất cả quý vị mà tu bình thiền đó. Nếu mà còn chư quỷ thần còn thấy tâm của mình, tất cả chư thánh chúng hay là các chư Bồ Tát mười phương mà thầy còn thấy tâm của mình, tất nhiên là cái tâm của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái phan duyên của cái ý thức, nó chưa ra khỏi cái phan duyên đó. Vì vậy mà thiền sư Tông Huệ mới nhấn mạnh rằng các vị thiện tri thức các vị cần phải tham cho thấu triệt, làm cho thấu chỗ mà ngàn thánh không thể chứng minh, không thể thấy quý vị, thì mới có thể hiển bày được kẻ đại trượng phu. Quý vị thấy những lời nói của Ngài Tông Huệ rất là hay. Chỗ này là chỗ mà ấn khả cho mọi chúng sinh. Muốn làm bậc thiện tri thức để mà dạy chúng thì phải tham khảo về thiền cho thấu triệt. Và cái tâm của mình nó phải thâm nhập vào ở trong cái chỗ mà cái sự an vui tịch tịnh của cái bản tâm. Chỗ mà ngàn thánh không thể thấy được thì chỗ này mình mới ra dạy đạo được. Còn nếu mà quý vị không đến cái chỗ mà ngàn thánh không thể thấy được chứ quý vị ra dạy đạo, thì nếu mà quý vị gặp những cái người mà là họ hòa thuận, họ nghe quý vị giảng đạo, họ thích thú, họ tuân theo thì nó dễ. Nhưng mà rồi quý vị lại gặp những kẻ bướng bỉnh hơn hay là gặp những cái ngoại đạo họ muốn chống đối, mà chỗ này mà quý vị không vào được cái chỗ mà tự tại của bản tâm thì sao? Thì quý vị sẽ sanh ra cái lòng sân giận. Mà hễ mà sanh ra cái lòng sân giận thì tất cả cái công đức phước đức của mình tu nó mất hết. Do đó nếu quý vị tu thiền hay là quý vị tu bất cứ một pháp môn nào, quý vị cần phải nhớ một điều, phải giữ thân khẩu ý của mình cho thật trong sạch. Đừng nói những điều gì mà chính mình không thấy và mình không nghe. Bởi vì những điều mà mình không thấy không nghe mà mình nói, tất nhiên là mình thị phi. Mà ngược lại những điều mình thấy và mình nghe cũng chưa chắc là nó đã đúng, bởi vì nó vẫn còn nằm thị phi. Và thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà Ngài thị hiện qua cái thị kính và thị màu và qua cái kinh mà của Ngài Quan Âm là kêu là giống như là thị màu và một vị như Quan Âm lúc đó là cái hiệu gì tự nhiên lâu quá thầy lại quên. Đó quý vị thấy rằng Ngài Quan Âm Ngài là gái giả trai để mà vào tu, mà thị màu thì Ngài lại gian díu với người tớ ở trong nhà để rồi khi mang thai rồi đem đứa con trai đến nơi âm thất của hình như là Diệu Kính là phải, thầy lâu quá thầy không có nhớ cái tên này. Khi mà đem đến để cho Ngài Quan Âm, Ngài phải nuôi dưỡng đứa bé này. Mà khi mà Ngài Quan Âm ẵm đứa bé này, chứ tất nhiên là tất cả mọi người đều thấy rõ ràng Ngài Quan Âm ẵm đứa bé này, đi sinh từ cái chén cháo, đi sinh từ cái giọt sữa để cho đứa bé này sống. Thì lúc đó quý vị đã thấy mà quý vị đã nghe. Nhiều khi chính quý vị cũng tin là Ngài Quan Âm đã làm điều đó. Nhưng mà khi nào quý vị là cái bậc mà thông suốt, quý vị mới thấy được cái nỗi oan của Ngài Quan Âm. Khi mà ôm con của thị màu,
do cái tình thương bao la, Ngài không thể để đứa bé mà nó khát sữa, không thể để đứa bé mà nó có thể nó bị chết trong cái tuổi mà còn trẻ thơ sơ sinh như vậy. Đó là những cái điều mà quý vị đã thấy đó, quý vị đã thấy rõ ràng Ngài Quan Âm ẵm đứa con thị màu, quý vị đã nghe rõ ràng đó, nhưng mà quý vị đâu biết là bên trong là Ngài Quan Âm, Ngài chỉ là con, là một cái bậc mà nữ nhi mà Ngài giả trai. Quý vị thấy chưa? Thành ra nhiều khi mắt thấy tai nghe vẫn còn sao, vẫn còn không đúng mà, phải không? Do đó quý vị mà tu thật đó, thì thầy khuyên quý vị dừng bớt lại, thân khẩu ý của mình phải dừng bớt cho nó thật sự trong sạch. Bên ngoài mọi chúng sinh, dầu chúng sinh đó có làm nên tội hay không làm nên tội, họ đều có nhân quả chi phối rồi, mình khỏi cần để cặp mắt tới để làm chi cho nó mệt. Quý vị hãy coi cái cuốn mà Cực Lạc Duy Luận Đạo của thầy đã biên hoàn tất, quý vị thấy đó. Quý vị mà đã làm một cái tội rồi thì không bao giờ quý vị có thể chạy thoát được khỏi cái sự cực hình của cái cõi âm hết á. Quý vị không bao giờ quý vị chạy thoát khỏi những cái nhân quả mà chính quý vị gieo hết á. Đây là chỗ mà thầy muốn cho quý vị bỏ bớt những cái cảnh bên ngoài, những cái cảnh thấy bên ngoài để mà mình hồi quán lại trong bản tâm. Do đó mình có thể tu hành dễ mau chứng đạo. Vào niên hiệu Thường Hóa nhằm đời Tống, lúc tháng 7 thì thiền sư Động Sơn, Ngài không có bệnh và ngồi an nhiên mà thị tịch. Công án của thiền sư Động Sơn đã được Nguyễn Bích Nham Lục cho vào làm công án để cho người hậu học được tham kiến. Đó là có vị tăng hỏi Động Sơn Phật là gì, thì Động Sơn nói ba cân gai. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng khi mà ông tăng hỏi Phật là gì, mà bây giờ Ngài Động Sơn thiền sư Ngài nói một câu nó ngoài cái câu hỏi. Người ta hỏi Phật là gì thì Ngài đáp bằng ba cân gai. Như vậy thì quý vị thấy đây là lời nói của một cái bậc mà thiện tri thức. Cái lời nói này nó đã ly tứ cú, tuyệt bách thi. Nó làm cho những người mà chưa biết thiền đâm ra là rất là ngơ ngác, phải không? Quý vị thấy mà mình vô mình hỏi một bậc thiền sư, hỏi kính bạch thiền sư, con ở đó giờ con chưa biết Phật là gì, vậy xin Ngài cho con biết Phật là gì. Thì ngược lại, vị thiền sư đó thay vì giảng Phật Pháp nghe tràn gian đại hải, Ngài nói có ba chữ à, ba cân gai. A Di Đà Phật. Đó là quý vị thấy thiền tâm chưa? Thiền tâm là cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà nó ly tứ cú tuyệt bách phi, làm cho cái người mà không có vào thiền, chưa bao giờ tu thiền thì họ đâm ra họ rất là ngơ ngác. Nhưng mà ngược lại, A Di Đà Phật, ngược lại với những kẻ đã biết chút ít thiền thì như thế nào? Thì tức thì những kẻ nào mà đã biết thiền rồi á thì họ liền nghĩa là cười lên, nghĩa là rất là vui thích, và có thể là họ sẽ kéo ngã cái bồ đòn của đại sư Động Sơn nữa là khác nha. Cái chỗ này là những cái vị mà đã hiểu thiền, đã có sự nghĩa là minh chứng trong cái thiền, đã có sự mà minh tâm kiến tánh, thì cái chỗ này là Ngài Động Sơn kẹt với cái vị này. Nhưng mà ở đây thì vị tăng là cái bậc mà kêu là tăng phàm, do đó không có làm được điều này. Mà khi mà nghe Ngài Động Sơn nói khi hỏi Phật là gì thì Ngài Động Sơn nói ba cân gai, thì vị này rất là ngơ ngác đến cùng tận, giống như là ở một cái hành tinh khác mới đó. Đến đây thì thầy xin được dừng ở đây để cho đại chúng tự tâm mình thâm ngộ. Nếu mà đại chúng ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện mà đạt ngộ được thì thầy bảo đảm rằng tâm của vị thiên thu sẽ an lạc, đường mây núi nó sẽ là thênh thang, và tự đại chúng là du hành tự tại. Còn nếu mà đại chúng chưa hiểu được thì nên cầu những bậc thiện tri thức, những cái bậc thầy, những cái bậc mà tôn sư về thiền, họ sẽ giải ngộ cho mình, họ sẽ giúp cho mình nhổ những cái đinh chốt, những cái phiền não nó vẫn còn vướng mắc. Để chi? Để cho quý vị có thể được an vui và tự tại của bản tâm. Bây giờ đến cái công án thứ nhì. Đó là cái công án thứ một. Công án thứ nhì, trong đạo tràng của đại sư Vân Môn có một vị tăng trong giờ tham vấn đứng lên và đưa tay hỏi: kính bạch hòa thượng, lúc cây khô lá rụng thì như thế nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy mình đang học Phật Pháp mà cái vị tăng này lại hỏi về cái cảnh vật bên ngoài, phải không? Kính bạch hòa thượng, lúc cây khô lá rụng thì như thế nào?
Bây giờ thì Văn Môn đại sư thì liền cả